Đại sứ Nga tuyên bố kế hoạch tác chiến của Ukraine kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Chuyên gia lên tiếng về cuộc không kích dữ dội chưa từng có của Nga. Rộ tin Nga đã tập kích nhà máy quân sự trọng yếu của Ukraine trong đợt không kích lớn nhất. NATO thừa nhận số lần đánh chặn máy bay Nga giảm mạnh trong năm 2023. Pháp triển khai số lượng lớn cảnh sát cho lễ đón năm mới. Trung Quốc bãi nhiệm 9 tướng lĩnh khỏi tư cách đại biểu Quốc hội. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 29 tháng 12 theo giờ địa phương, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nemenchia đã tuyên bố với Hội đồng Bảo an rằng kế hoạch đầy tham vọng của Ukraine nhằm đánh bại Nga đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Theo RT, Kiev đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn và tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine. Trong bài phát biểu của mình, ông Nemenchia không ngần ngại nói thẳng với Ukraine và những người ủng hộ nước này rằng không có khoản viện trợ nào của phương Tây có thể giúp Ukraine. Đại sứ Nga nói, Ukraine không và sẽ không có nguồn lực để đạt được một bước đột phá hoặc duy trì tình hình hiện tại. Các kế hoạch quân sự của Kiev đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Đó là lý do tại sao người Ukraine và những người ủng hộ nên lường trước những tin tức xấu trong tương lai gần. Ông Nemenchia nói thêm rằng các khoản viện trợ bổ sung của phương Tây sẽ chỉ kéo dài nỗi đau của chính phủ Ukraine và chiến thắng quân sự trước Nga là mục tiêu hoàn toàn không thể đạt được. Ông Nemenchia cho rằng Ukraine đã lãng phí cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga trong cuộc đàm phán vào tháng 3 và tháng 4 năm 2022. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo, thời gian không còn nhiều dành cho chính quyền Kiev. Trên thực tế, tương lai của nước này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, hòa bình cho người Ukraine, ngôn ngữ Ukraine và văn hóa Ukraine không bị đe dọa, bất kể phương Tây đang cố gắng chứng minh điều ngược lại đến mức nào. Ông Nemenchia đưa ra những bình luận trên vài tháng sau khi cuộc phản công mùa hè của Ukraine không đạt được bất kỳ mục tiêu đáng kể nào, trong khi quân đội nước này thương vong nặng nề và mất nhiều xe tăng quý giá do phương Tây cung cấp cùng các thiết bị khác. Theo RT, các quan chức Ukraine thời gian qua thường xuyên bày tỏ lo ngại về khả năng và quyết tâm tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev của những người phương Tây ủng hộ họ. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba than thở về tình trạng tồi tệ của ngành công nghiệp quốc phòng ở EU sau khi khối này không đạt được mục tiêu hàng năm về cung cấp đạn dược cho Ukraine. Rạng sáng ngày 29 tháng 12, Nga đã tiến hành một cuộc tập kích lớn chưa từng thấy nhằm vào Ukraine. Theo các nguồn tin, Moscow đã sử dụng hơn 150 tên lửa và máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISPK có trụ sở tại Mỹ cho rằng vụ tấn công ngày 29 tháng 12 dường như là đỉnh điểm của một thời gian thử nghiệm kéo dài của Nga. Thử nghiệm các kỹ thuật kết hợp khác nhau với tên lửa và máy bay không người lái nhằm thách thức hệ thống phòng không của Ukraine. ISPK chỉ ra rằng, trong vài tháng gần đây, Nga đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công với quy mô khác nhau, sử dụng kết hợp cả máy bay không người lái, bom lượn, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Theo ISPK, lực lượng Nga dường như đã thay đổi loại vũ khí tấn công để tìm điểm yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine và tối đa hóa hiệu quả tấn công, tương tự như vụ tập kích ngày 29 tháng 12. Có khả năng Nga có chủ ý tích tụ nhiều loại tên lửa vào mùa thu và mùa đông để tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn, áp dụng những bài học họ thu được từ các nhiệm vụ trinh sát và giám sát gần đây, như việc sử dụng UAV Shahed để vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine và tấn công mục tiêu đã định với tên lửa gây thiệt hại tối đa. ISPK nhấn mạnh rằng Nga có thể tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine với mục tiêu làm suy yếu tinh thần và khả năng duy trì nỗ lực quân sự của Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng thừa nhận, với số lượng tên lửa dự trữ hiện có, Nga có khả năng và có thể sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tương tự. Các chuyên gia quốc tế trong đó có ISPK cho rằng Nga có thể đã tích tụ vũ khí, thử nghiệm và tìm ra điểm yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn, nhằm làm suy yếu nỗ lực quân sự và tinh thần của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đều thừa nhận rằng Nga có khả năng và có thể tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tương tự, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các đồng minh phương Tây. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ tấn công của Nga và cảnh báo về nguy cơ lan rộng của xung đột, không chỉ ở Ukraine, mà còn có thể đe dọa an ninh khu vực và toàn bộ NATO. Ông Biden cũng đề xuất Quốc hội Mỹ cần phê chuẩn gói viện trợ mới cho Ukraine, bao gồm cung cấp vũ khí và hệ thống phòng không cần thiết để bảo vệ người dân Ukraine khỏi sự tấn công của Nga. Ông Biden tuyên bố, nếu Quốc hội không hành động khẩn trương trong năm tới, chúng ta sẽ không thể tiếp tục gửi vũ khí và hệ thống phòng không quan trọng cho Ukraine
để bảo vệ người dân của mình. Quốc hội Mỹ phải tăng cường hành động ngay lập tức. Tuyên bố mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 29 tháng 12 đã cho biết về 50 cuộc tấn công nhóm cùng một cuộc tấn công quy mô lớn duy nhất sử dụng tên lửa chính xác và máy bay không người lái. Nga mô tả các mục tiêu như cơ sở công nghiệp quốc phòng, sân bay quân sự và kho chứa đạn pháo, máy bay không người lái thuộc hải quân, vũ khí và nhiên liệu cho phương tiện quân sự, cũng như các vị trí quân sự. Tất cả các cuộc tấn công được xác nhận thành công. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã báo cáo rằng quân đội Kiev đã phát hiện ít nhất 158 vụ phóng riêng biệt vào ngày 28 và 29 tháng 12. Ông cho biết đã ngăn chặn tổng cộng 27 máy bay không người lái và 87 tên lửa hành trình. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat thông báo trên truyền hình cho biết, chúng tôi chưa từng thấy số lượng mục tiêu lớn như vậy xuất hiện trên màn hình cùng một lúc. Các quan chức tại nhiều địa điểm trên đất nước cho biết đã xác nhận thiệt hại tại một số nhà kho và ga tàu điện ngầm ở Kiev cũng như các địa điểm khác. Nga chưa có bình luận ngay lập tức, nhưng trước đây đã luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Ukraine đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng Nga có thể dự trữ tên lửa để tiến hành một cuộc tấn công trên không lớn vào hệ thống năng lượng. Mùa đông năm ngoái, hàng triệu người đã chìm trong bóng tối khi các cuộc tấn công của Nga làm mất điện lưới. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, cuộc tấn công ngày 29 tháng 12 là một trong những cuộc tấn công tên lửa lớn nhất vào các thành phố và làng mạc của Ukraine kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Bộ Năng lượng báo cáo về tình trạng mất điện ở các khu vực phía nam Odessa, đông bắc Kharkov, trung tâm Dnipropetrovsk và khu vực ngoại ô của Kiev. Trong khi đó, chiến thuật tác chiến điện tử của Nga đã làm cho đạn pháo thông minh Excalibur, tên lửa HIMARS và bom chính xác Zidam của Ukraine đều không thể đạt được mục tiêu và bắn trượt. Một bài viết trên tờ The Telegraph của Anh mới đây đã tiết lộ về một bức tường xung điện tử vô hình trải dài theo chiến tuyến của Ukraine đã đem lại cho quân đội Nga sự bảo vệ chắc chắn chống lại các cuộc tấn công từ tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo bài báo, các hệ thống tác chiến điện tử đã trở thành yếu tố chủ chốt giúp Nga nắm giữ ưu thế công nghệ trong cuộc xung đột quân sự ngày càng nghiêng về phía Moscow. Ban đầu, lực lượng vũ trang Ukraine nhận thấy đạn pháo M982 Excalibur 155mm, một trong những viên đạn pháo chính xác nhất của Mỹ, được định vị bằng GPS, đột nhiên bắt đầu lệch hướng khỏi mục tiêu. Sau đó, tên lửa bắn từ HIMARS, loại tên lửa mà Kiev từng tự hào về độ chính xác như dao mổ, cũng bắt đầu trượt khỏi mục tiêu. Tại một số vùng, chúng hầu như luôn trượt. Sự cố tương tự cũng xảy ra với bom dẫn đường Zidam của Mỹ, được cung cấp cho không quân Ukraine. Cuối cùng, cuộc điều tra của Ukraine đã phát hiện rằng tất cả chúng trở thành nạn nhân của một mối đe dọa mới, đó là thiết bị gây nhiễu của Nga. Moscow đã phát triển một cách âm thầm khả năng hạ gục một số loại tên lửa và đạn pháo quan trọng nhất của Ukraine. Đây là một ví dụ hiếm nhưng quan trọng về ưu thế công nghệ của Nga trong một cuộc chiến đang dần nghiêng về phía Moscow. Khắp chiến tuyến, một bức tường xung điện từ không thấy được giờ đã trở thành một lớp khiên bảo vệ. Một hệ thống tín hiệu vô tuyến, hồng ngoại và radar phức tạp đã phát triển trên không trung chiến trường, cung cấp cho lực lượng Nga một lớp bảo vệ chưa từng có ở một số vùng. Và không chỉ tên lửa của Ukraine hiện không tiếp cận được mục tiêu. Có lẽ điều quan trọng hơn là khả năng của Nga trong việc chống lại các loại máy bay không người lái giá rẻ, đôi khi có sẵn, mà Ukraine đã trở nên phụ thuộc vào để trinh sát và tấn công tầm xa. Một lính tiền tuyến thuộc đơn vị sử dụng máy bay không người lái Mavic để phát hiện mục tiêu chia sẻ với The Telegraph. Mọi thứ về tác chiến điện tử từ phía Nga đều luôn được cải thiện từ khi bắt đầu cuộc chiến, nhưng hiện tại nó đã vượt xa chúng tôi. Chuyên gia Andrei Liskovic từ Quỹ Quốc phòng Ukraine chia sẻ trên podcast Geopolitics để can cho biết đây vẫn là một vấn đề lớn ở mặt trận. Lực lượng Ukraine đang tham gia vào một trò chơi mèo vờn chuột liên tục với đối thủ Nga trong việc giành quyền kiểm soát sóng vô tuyến. Các tần số vô tuyến được sử dụng để điều khiển cả máy bay không người lái tấn công góc nhìn thứ nhất và máy bay không người lái trinh sát đang bị nhiễu khá toàn diện. Thiết bị triển khai bởi người Nga có khả năng làm loạn hệ thống dẫn đường hoặc đơn giản là ngắt kết nối vô tuyến với người điều khiển. Kết quả là một số máy bay không người lái rơi xuống mà không gặp mục tiêu, trong khi những chiếc khác bay lơ lửng trên không, không kiểm soát cho đến khi hết pin. Hệ thống tác chiến điện tử Rosehip Aero gắn trên xe tải được xem là đặc biệt hiệu quả trong việc đối phó với máy bay không người lái của Ukraine. Với tầm bao phủ lên đến 10 km, Rosehip Aero có khả năng chặn tín hiệu điều khiển UAV và phản ứng chỉ sau khoảng 25 giây từ lúc phát hiện. Ngoài việc ngăn chặn tín hiệu điều khiển, Rosehip Aero cũng nhanh chóng xác định vị trí của người điều khiển UAV với độ chính xác 1 mét, cung cấp thông tin giúp điều khiển hỏa lực pháo binh trả đũa.
ở những khu vực không được trang bị hệ thống phức tạp hơn, binh lính Nga sử dụng các thiết bị nhỏ hơn đặt trên chiến hào. Những hệ thống chạy bằng pin này hoạt động trong phạm vi 50 đến 100 mét và không hoạt động liên tục để tiết kiệm năng lượng. Tại những khu vực này, việc tấn công trở nên dễ dàng hơn khi máy bay không người lái mất tín hiệu do thiết bị của họ không hoạt động hoặc tiếp cận quá gần. Tuy nhiên, ở những khu vực có hệ thống gây nhiễu tác chế điện tử dày đặc hơn, binh lính Ukraine đã phải thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa hơn trước khi sử dụng máy bay không người lái quý giá của họ. Họ đã áp dụng các biện pháp đối phó bằng cách sử dụng máy bay phân tích phổ để phát hiện tần số bị nhiễu gần đó. Việc lập trình lại máy bay không người lái là một biện pháp đối phó chủ yếu. Tuy nhiên điều này không dễ dàng khi chúng được mua hoặc chế tạo từ các bộ phận thương mại sẵn có. Tín hiệu tương tự thường được ưa chuộng hơn tín hiệu kỹ thuật số bởi kết quả gần giống với việc dữ liệu video bị suy giảm thay vì mất kết nối hoàn toàn. Một chiến thuật khác là gửi một đàn máy bay không người lái vì không phải mọi tần số đều có thể bị chặn đồng thời. Các biện pháp đối phó phức tạp hơn được các nước NATO sử dụng thường được coi là ngoài tầm với của Ukraine. Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu và chuyển giao các thiết bị tác chiến điện tử do Bộ Ngoại giao quản lý vì lo ngại công nghệ này có thể rơi vào tay đối phương. Theo cựu chỉ huy NATO Hamid de Britten-Godon nhận định, cái giá phải trả cho việc này là quân đội Kiev sẽ phải chiến đấu theo một phong cách hoàn toàn khác. Các hệ thống được sử dụng bởi quân đội phương Tây thường có giá hàng nghìn đô la Mỹ, trong khi nhà sản xuất máy bay không người lái ở Ukraine đặt mục tiêu giữ cho thiết bị của họ rẻ nhất có thể. Đó là lý do họ phải sử dụng công nghệ thông thường. Các báo cáo chỉ ra rằng máy bay không người lái FPV có giá chỉ 260 đô la Mỹ đã được Ukraine sử dụng để hạ gục xe tăng Nga. Trong khi đó, UAV Watchkeeper do quân đội Anh vận hành có giá hàng triệu bảng Anh nhưng được trang bị các biện pháp đối phó tác chiến điện tử. Ông de Britten-Godon nhận định, đây là một vấn đề nan giải và chỉ có người Ukraine mới có thể trả lời liệu tốt hơn là họ nên mất 50% số máy bay không người lái trị giá 500 đô la Mỹ hay thực hiện bước tiếp theo, tốn kém hơn rất nhiều để chống lại điều đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã tuyên bố rằng họ sẽ cố gắng sản xuất 1 triệu máy bay không người lái cho chiến dịch của họ. Ông de Britten-Godon bổ sung, số lượng có chất lượng riêng, ngay cả khi họ mất một nửa đó thông qua các biện pháp đối phó điện tử, chúng vẫn sẽ có tác động rất lớn. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko đã tiết lộ rằng cuộc xung đột với Nga đang gây ra chi phí an ninh khổng lồ cho nước này lên tới 120 triệu euro mỗi ngày. Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes, ông Marchenko cho biết, trong năm 2023, Kiev đã nhận được hơn 38 tỷ euro viện trợ quốc tế. Lãnh đạo Bộ Tài chính Ukraine tuyên bố, điều đó đã cho phép chúng tôi tài trợ cho tất cả các chi tiêu cần thiết. Theo ông Marchenko, phần lớn tiền viện trợ đã được dùng vào các hoạt động phòng thủ trong các cuộc giao tranh với quân đội Nga. Tuy nhiên, một phần cũng được sử dụng để hỗ trợ người dân sơ tán trong nước và trả tiền lương cũng như lương hưu. Năm 2023, Ukraine đã ghi nhận sự ổn định tài chính tốt hơn so với năm 2022 khi Moscow khởi đầu chiến dịch quân sự tại đây. Hãng thông tấn Deutsche Welle cho biết, Ukraine đã phụ thuộc nhiều vào tài trợ từ Mỹ và Liên minh châu Âu trong cuộc xung đột với Nga. Trong số đó, Mỹ là bên hỗ trợ quân sự nhiều nhất cho Kiev với hơn 44 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng thúc đẩy Quốc hội thông qua khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua đề xuất này với lý do chính quyền Biden ưu tiên hỗ trợ cho quốc gia Đông Âu hơn là giải quyết các vấn đề trong nước như an ninh tại khu vực biên giới với Mexico. Ông Biden sẽ tái tranh cử vào năm 2024, khiến nhiều nhà quan sát lo ngại Washington có thể thay đổi lập trường đối với Ukraine nếu Đảng Dân Chủ để mất ghế lãnh đạo Nhà Trắng. Thay đổi cũng có thể xảy ra khi EU chuẩn bị tổ chức bầu cử nghị viện vào năm tới. Sáng sáng ngày 29 tháng 12, theo giờ địa phương, quân đội Nga phát động một cuộc tấn công trên không quy mô lớn vào các thành phố trên khắp Ukraine. Theo đó, Moscow đã nã khoảng 160 tên lửa các loại và triển khai lượng lớn máy bay không người lái UAV vào Ukraine. Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này bắn hạ 88 tên lửa KH-101, KH-555, KH-55 và 27 UAV Shahed 136, 131 do Nga phóng. Theo Ukraine, cuộc tấn công ngày 29 tháng 12 là đợt tấn công trên không ác liệt nhất của Nga trong gần 2 năm qua. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Iho Klimenko cho biết hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người đã bị thương sau cuộc tấn công. Ngoài ra, vụ tấn công cũng làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông và gây mất điện ở nhiều khu vực. Cùng ngày, tờ Economic của Anh dẫn lời nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cho biết hàng loạt cơ sở quân sự nước này, trong đó có những nhà máy chế tạo tên lửa tầm xa và máy bay không người lái UAV là mục tiêu chính trong đòn không kích dữ dội của Nga hôm 29 tháng 12.
Nguồn tin cho biết, cuộc tấn công có ý nghĩa chiến lược với đối phương nhằm mục đích hạn chế năng lực tấn công tầm xa của Ukraine. Hai bên đang tìm mọi cách để bào mòn lực lượng của nhau. Đây là cuộc chạy đua nhằm xác định bên nào có thể phá hủy nhiều vũ khí tầm xa của đối phương hơn. Trước đó, tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny đăng bài viết trên Telegram xác nhận nhiều hạ tầng trọng yếu, nhà máy quân sự và cơ sở công nghiệp đã bị tấn công, nhưng không công bố thêm chi tiết. Về phía Moscow, ngày 29 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành 50 cuộc tấn công hiệp đồng, cùng một đợt tập kích dữ dội bằng UAV và vũ khí dẫn đường tầm xa nhằm vào Ukraine trong một tuần qua. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Iho Konashenkov cho biết, mục tiêu gồm các tổ hợp công nghiệp quốc phòng, sân bay quân sự, kho vũ khí và đạn dược, nhà máy chế tạo xuồng tự sát và kho xăng dầu. Cũng trong ngày 29 tháng 12, hãng tin RIA Novosti dẫn các nguồn tin tại Ukraine cho biết, đòn không kích dữ dội đã nhắm vào nhà máy của tập đoàn quốc phòng Artem ở ngoài ô thủ đô Kiev. Đây là doanh nghiệp chuyên chế tạo tên lửa không đối không và hệ thống phụ trợ, tên lửa chống tăng cùng thiết bị hàng không cho quân đội Ukraine. Nhà máy kỹ thuật vận tải Malisev Kharkov KZTM, nơi sản xuất và sửa chữa xe tăng thiết giáp của Ukraine, dường như cũng trúng nhiều quả đạn trong đòn không kích. Nguồn tin tiết lộ, những mục tiêu khác bao gồm khẩu đội phòng không và kho đạn ở tỉnh Odessa, căn cứ huấn luyện Zavoriv và điểm tập kết lính nước ngoài ở thành phố Lviv thuộc tỉnh cùng tên. Ngày 29 tháng 12, Văn phòng Báo chí của NATO cho biết, so với năm 2022, số vụ đánh chặn máy bay Nga của NATO đã giảm mạnh trong năm 2023. Cụ thể, Văn phòng Báo chí NATO thông báo, vào năm 2023, lực lượng không quân NATO trên khắp châu Âu đã xuất kích hơn 300 lần để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn máy bay quân sự Nga đang tiếp cận không phận liên minh, trong đó hầu hết các vụ đánh chặn xảy ra trên vùng biển Baltic. NATO có các nhiệm vụ kiểm soát trên không thường trực và có thể kêu gọi các máy bay phản lực của đồng minh xuất kích khi có dấu hiệu cho thấy máy bay quân sự Nga đang tiếp cận không phận đồng minh theo những cách không thể đoán trước. Trong năm 2022, NATO đã điều động lực lượng thực hiện khoảng 570 vụ đánh chặn nhằm vào các máy bay Nga. Con số này cho thấy các hoạt động của khối trong năm 2023 đã giảm gần một nửa, hãng tin TASS của Nga nhận định. Ở thời bình, thuật ngữ đánh chặn được sử dụng để miêu tả việc các máy bay tiếp cận nhau để nhận dạng loại và trạng thái cũng như áp sát qua không phận trung lập. Trong thông báo của mình, NATO nói rằng máy bay Nga đã không bật bộ tiếp sóng khi bay trong không phận trung lập gần biên giới các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, hãng hàng không Nga cho biết các máy bay NATO cũng áp dụng chiến thuật tương tự khi bay gần biên giới nước này. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga cũng nhiều lần tuyên bố các chuyến bay của máy bay quân sự của nước này tới vùng Kaliningrad hoàn toàn tuân thủ nghiêm ngặt luật hàng không quốc tế. Liên minh quân sự phương Tây đồng thời cho biết, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, khối này đã tăng cường đáng kể hệ thống phòng không ở sườn phía đông bằng cách triển khai thêm các máy bay chiến đấu, vũ khí phòng không và máy bay do thám. Người phát ngôn NATO, ông Dylan White cho biết, các máy bay chiến đấu của NATO thực hiện nhiệm vụ suốt ngày đêm và sẵn sàng xuất kích trong trường hợp phát hiện máy bay đáng ngờ hoặc máy bay xuất hiện gần không phận đồng minh mà không báo trước. Cùng ngày 29 tháng 12, người phát ngôn không quân Ukraine, ông Yuri Inat tiết lộ, lực lượng nước này không thể đánh chặn tên lửa hành trình siêu thanh KH-22 hoặc KH-32 nào trong số khoảng 300 tên lửa mà Nga đã phóng từ đầu chiến dịch quân sự cho đến nay. Ông Yuri Inat giải thích, tên lửa KH-22 đạt tốc độ hơn 4.000 km/h và được bắn tới mục tiêu theo quỹ đạo đạn đạo, khiến việc đánh chặn chúng cực kỳ khó khăn. Để đánh chặn hiệu quả những tên lửa như vậy, cần có các hệ thống tên lửa phòng không của phương Tây như Patriot hoặc Sante. Quan chức này cũng đề cập đến sự tồn tại của một phiên bản nâng cấp của KH-22 là tên lửa KH-32. Ông tin rằng, tên lửa phiên bản mới cũng có thể đã được sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga gần đây. KH-22 Storm là tên lửa hành trình chống hạm tầm xa siêu vật âm phóng từ trên không do Liên Xô cũ phát triển. KH-32 là phiên bản hiện đại hóa của KH-22 và hoạt động như tên lửa hành trình không đối đất siêu vật âm với tầm bắn lên tới 1.000 km. Trước đó, ông Inat cũng thừa nhận, lực lượng phòng không Ukraine bất lực trước tên lửa siêu thanh Kinzhan, tên lửa chiến thuật Iskander, tên lửa thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-300. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh các hệ thống phòng không Sante, Patriot, Irite, Nasam và Krotale mà phương Tây cung cấp cho Kiev chưa đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ Nga. Các nhà phân tích của The Washington Post lưu ý, việc Nga sử dụng tên lửa Kinzhan và KH-22 ở Ukraine cho thấy Mỹ và các đồng minh không sở hữu những loại vũ khí tương tự, do đó các tên lửa Nga khó có thể bị hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây đánh chặn. Theo một số chuyên gia Nga và nước ngoài, ngay cả tên lửa phòng không hiện đại nhất cũng không thể đảm bảo bắn hạ được những tên lửa này của Nga. Trong năm nay, Kiev đã nhận được một số hệ thống Patriot từ các nước phương Tây, Ukraine đã sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu ở biên giới Nga.
quân đội Ukraine tuyên bố từng sử dụng Patriot vào tháng 5 để bắn hạ 5 máy bay quân sự ở vùng Bryansk của Nga. Tuy nhiên, Nga chưa xác nhận thông tin trên. Trong khi Ukraine tiếp tục yêu cầu được nhận các hệ thống vũ khí tiên tiến hơn từ Mỹ và các đồng minh, Washington đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ chỉ cung cấp vũ khí với điều kiện Kyiv không sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga. Nga cũng nhiều lần khẳng định việc phương Tây vận chuyển vũ khí sẽ chỉ kéo dài xung đột ở Ukraine mà không thể làm thay đổi kết quả. Moscow cho hay bất kỳ vũ khí phương Tây nào được chuyển đến Ukraine đều bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp và sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga VCIOM đã công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Putin. Sau cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 18 tháng 12 đến 24 tháng 12, VCIOM cho biết khi được hỏi về mức tín nhiệm đối với Tổng thống Putin, 80% số người được hỏi trả lời tích cực, tăng 0,3% trong tuần qua, trong khi tỷ lệ tán thành với công việc của Tổng thống Nga không thay đổi, ở mức 77,1%. Tỷ lệ tán thành công việc của chính phủ Nga đứng ở mức 53,7%, tăng 0,7%, trong khi 54,5 người Nga tán thành với công việc của Thủ tướng Mikhail Mishustin, tăng 0,5%. Tổng cộng có 62,9% số người được hỏi cho biết họ tín nhiệm ông Mishustin, tăng 0,9%. Những người tham gia khảo sát cũng thể hiện mức tín nhiệm của họ đối với lãnh đạo của các đảng phái trong Hạ viện Nga. Theo đó, 32,6% cho biết họ tín nhiệm lãnh đạo Gennady Zhukanov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, KPRF, tăng 0,7%. Lãnh đạo Sergei Minorov của Đảng Ayus Ruzia Fortress nhận được 29,2% mức tín nhiệm, tăng 0,8%. Lãnh đạo Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga, LDPR, nhận được 16,1% mức tín nhiệm, giảm 1,8%. Lãnh đạo Alexei Nechayev của Đảng Nhân dân mới nhận được mức tín nhiệm 8,9%, tăng 2,1%. Đối với các đảng chính trị, mức độ ủng hộ dành cho Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền đứng ở mức 42,2%, tăng 0,2%, 8,8% cho Đảng KPRF, giảm 1%, 8,6% cho Đảng LDPR, tăng 0,3% và 4,4% cho Đảng Ayush Rusia Fortress, không thay đổi, và 4,5% cho Đảng Nhân dân mới, giảm 0,2%. Hôm 18 tháng 12, ông Putin đã đích thân nộp các hồ sơ ứng cử lên Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, CEC, để đăng ký ứng cử cho vị trí Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024. Nhiệm kỳ Tổng thống hiện nay của ông Putin sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Nếu tái đắc cử năm sau, ông sẽ nắm quyền thêm 6 năm và giữ chức Tổng thống Nga đến hết năm 2030. Tổng thống Putin lãnh đạo nước Nga từ năm 2000. Thời điểm đó, Hiến pháp Nga không cho phép một người giữ chức Tổng thống 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Sau 2 nhiệm kỳ 4 năm đầu tiên, ông Putin nhường lại vị trí Tổng thống Nga cho ông Dmitry Medvedev và đảm nhận ghế Thủ tướng. Trước thềm cuộc bầu cử năm 2012, ông Putin thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp Nga, loại bỏ các giới hạn để tăng nhiệm kỳ Tổng thống lên 6 năm. Năm 2021, khi đảm nhận nhiệm kỳ thứ tư, Tổng thống Putin ký đạo luật cho phép ông tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Trên lý thuyết, đạo luật này cho phép ông có thể nắm quyền tới năm 83 tuổi. Lãnh đạo Nga vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ sau gần 1/4 thế kỷ nắm quyền, ngay cả khi ông phát động chiến sự ở Ukraine vào đầu năm 2022 và chứng kiến cuộc nổi loạn bất thành của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner hồi tháng 6. Giới quan sát nhận định, ông Putin gần như chắc chắn tái đắc cử trong cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm sau. Đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt vì nó là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ khi ông Putin phát động cuộc chiến ở Ukraine. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có những diễn biến mới nóng, đặc biệt là cuộc tấn công liên tiếp của hàng loạt tên lửa vào Ukraine. Theo Ryba, ngày 29 tháng 12, ở hướng Zaporizhia, quân đội Nga đang đẩy lùi đội hình Kyiv ở phía tây Chepotino, nơi những người điều khiển UAV phát hiện hoạt động của đối phương, sau đó chỉ thị mục tiêu cho pháo phản lực tập kích dữ dội. Ở phía bắc Verbov, các bên đang đấu pháo. Song song đó, Ukraine đã cố gắng tấn công nhưng không thành công. Theo nhà phân tích Yuri Podolyaky, cuối cùng Ukraine cũng chợt nhận ra rằng đây là một cái bẫy dành cho họ ở Chepotino, Verbov. Ông bình luận, tình hình phía tây Chepotino rất nghiêm trọng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra giữa Novoprokhovka và Verbov. Việc duy trì lãnh thổ giữa hai ngôi làng này là rất khó khăn vì nó trống trải và khó cung cấp đạn dược.
Những thành công trong cuộc phản công mùa hè của Ukraine thực chất chỉ là một cái bẫy chuột, và việc giữ vững những phòng tuyến này trong mùa đông sẽ khiến họ phải chịu những tổn thất to lớn và vô nghĩa. Vì vậy, không loại trừ khả năng lực lượng Kiev có thể sẽ rút lui về vị trí ban đầu như trước ngày 4 tháng 6. Ngày 29 tháng 12, lực lượng Moscow tiếp tục bao vây khu vực kiên cố Avdiivka sau tranh dữ dội đang diễn ra gần Ochorestino và Novokalinovo, nơi các đơn vị của họ đã tiến vài trăm mét theo cả hai hướng trên một mặt trận rộng. Hiện tại, lực lượng Nga đã tiến gần hơn đến khu nghỉ dưỡng Zarya, nơi mà Ukraine cũng đã biến thành một khu vực kiên cố. Tại than và hóa chất, Nga mở rộng quyền kiểm soát trong khu vực nhà nghỉ cuối tuần. Tình hình khó khăn vẫn còn ở Stepove. Tại đây, Kiev đang tiến hành phòng thủ tích cực, bao gồm cả việc sử dụng xe chiến đấu bộ binh Bratty, đồng thời đang tăng cường thêm nhân lực và cả xe bọc thép. Ở phía bắc Stepovoy, quân đội Nga đã kiểm soát một phần vành đai rừng phía tây đường sắt. Sự tiến bộ trong khu vực rộng tới 850m đến độ sâu tới 380m. Giao tranh ác liệt diễn ra trên hướng Novobakhmutovka, Ocheritino, Nga có chút tiến triển. Tại trung tâm đô thị Avdiivka, các binh sĩ Nga đã tiến lên bằng các trận chiến trong khu vực tư nhân ở phía nam thành phố. Phía tây bắc Opinie, các nhóm bộ binh nhỏ của Nga tiếp tục tấn công theo hướng khu vực kiên cố. Phía tây Kamenka thường xuyên có các cuộc tấn công về hướng mỏ đá. Tại khu vực Neveskoye và Pervomaiskoye, quân đội Nga đang tăng cường tấn công, có những thành công và giao tranh vẫn tiếp tục. Kênh Chiba cho biết không có thay đổi đáng kể nào trên chiến tuyến theo hướng Staroben. Tại khu vực Liman, các bên chiến đấu trong khu vực mỏm Toskoe và rừng Sepiang. Và gần Kupiang, các đơn vị Nga sử dụng xe bọc thép đột phá vào các vị trí của Ukraine. Theo hướng Soleda, giao tranh ác liệt đang diễn ra gần Kromovo, Ivanovskoe và Bodanovka, nơi quân đội Nga đã giành được chỗ đứng sau khi chiếm một trận địa của Ukraine. Ngoài ra, ở phía nam Bakhmut, có thông tin cho rằng quân đội Nga đang tiến gần Andriivka trong khu vực đường ray và ở sườn phía bắc về phía Chasovka. Theo hướng Nam Donetsk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Uleda và ngoài ô phía nam Novomikhailovka, nơi quân đội Nga đang tấn công bằng tên lửa dẫn đường Sidelii 305 tại các điểm triển khai tạm thời của Ukraine trong khu vực này, đồng thời sử dụng UAV Lancet hạ thiết bị và nhân lực của đối phương. Về phía Ukraine, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 29 tháng 12, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 29 cuộc tấn công của quân đội Nga tại các thành phố Kupiansk, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka, tỉnh Donetsk và Zaporizhia. Riêng ở tàng Nga sông Dnipro, tỉnh Kherson, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine báo cáo rằng Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi cứ điểm và đã cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine ở khu vực này 9 lần trong ngày qua, nhưng không thành công. Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này tấn công 10 khu vực tập trung nhân lực, khí tài và 3 hệ thống tên lửa phòng không của Nga trong ngày 29 tháng 12. Ngoài ra, theo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine, các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine cũng tấn công 2 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, 3 khẩu pháo, 5 kho đạn và 2 mục tiêu quan trọng khác của đối phương. Ngày qua, Nga thực hiện 134 cuộc tấn công bằng tên lửa, 60 cuộc không kích và 36 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bán loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Tối ngày 29 tháng 12, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu đại biện lâm thời Nga để trao công hàm yêu cầu giải thích vụ việc mà Warsaw cho là tên lửa hành trình Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Đại diện lâm thời Nga tại Ba Lan, Andrei Odas, khẳng định đây là cáo buộc vô căn cứ. Ông Odas nêu do ông đã nhận được công hàm, trong đó có cáo buộc vô căn cứ rằng vào sáng cùng ngày một vật thể đã xâm phạm không phận Ba Lan mà các chuyên gia nước này cho là tên lửa của Nga nhưng không đưa ra bằng chứng liên quan. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Odas cho biết, tôi đã nhận được một công hàm trong đó có tuyên bố không có căn cứ rằng vào sáng ngày 29 tháng 12, một vật thể trên không đã xâm phạm không phận Ba Lan mà các chuyên gia Ba Lan xác định là tên lửa dẫn đường của Nga. RIA Novosti dẫn lời ông Odas nhấn mạnh, Nga sẽ không đưa ra lời giải thích nào về vụ việc cho đến khi phía Ba Lan đưa ra bằng chứng cụ thể. Trước đó, Tổng thống Ba Lan Duda đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo quân sự nước này liên quan đến vụ việc trên. Theo quân đội Ba Lan, tên lửa Nga từ phía Ukraine đi vào không phận Ba Lan trong 3 phút và được radar phòng không Ba Lan phát hiện, sau đó quay trở lại Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Ladislaw Teofil-Bastoszewski tuyên bố nước này sẽ phản ứng nhanh chóng nếu sự việc như vậy tái diễn. Thứ trưởng Bastoszewski nói, tôi đã nói rõ với đại diện lâm thời rằng việc lặp lại những nỗ lực như vậy sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ hơn từ Ba Lan. Nếu một tên lửa bay sâu hơn một chút vào lãnh thổ Ba Lan, nó sẽ bị bắn hạ. Giới chức Ba Lan cho biết các lực lượng khẩn cấp, bao gồm cảnh sát và các đơn vị quân tình nguyện,
đang lùng sục khu vực Lublin, miền nam nước này, nhưng không rõ liệu tên lửa có rơi xuống lãnh thổ Ba Lan hay không và không có báo cáo về thương vong. Tướng Masiklis, chỉ huy hoạt động của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, tên lửa đã bay 40 km vào Ba Lan và không có hành động nào được thực hiện để ngăn chặn. Cùng ngày, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Nhà Trắng cùng ngày cho biết, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Mỹ Joe Biden đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Ba Lan. Sự việc xảy ra trong bối cảnh giới chức Ukraine thông báo các lực lượng Nga đã mở cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine trong đêm trước đó. Vụ việc là một trong những diễn biến mới nhất khiến gia tăng căng thẳng trong quan hệ Nga-Ba Lan, vốn đang ở mức rất xấu kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Ba Lan là một trong những thành viên tích cực của Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ủng hộ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Kể từ đầu năm đến nay, giữa Nga và Ba Lan đã có hàng loạt các tranh chấp liên quan đến tài sản công và ngoại giao. Mới đây nhất, cuối tháng trước, Ba Lan đã đề nghị các cố vấn quân sự tới giúp cảnh sát biên giới Phần Lan sau khi Phần Lan tuyên bố đóng cửa biên giới với Nga. Điện Kremlin tuyên bố bất kỳ quyết định nào của Phần Lan cho phép lực lượng quân sự Ba Lan tập trung gần biên giới Nga sẽ bị coi là mối đe dọa và Nga sẵn sàng đáp trả. Trước đây, từng xảy ra một số trường hợp tên lửa bay vào lãnh thổ Ba Lan liên quan đến chiến sự đang xảy ra tại Ukraine. Vào tháng 11 năm 2022, một tên lửa Ukraine bay vào làng Bregodo, miền nam Ba Lan khiến hai người thiệt mạng, làm dấy lên quan ngại rằng chiến sự tại Ukraine sẽ lan rộng ra khu vực. Vào tháng 4, một thiết bị quân sự được phát hiện tại khu rừng gần làng Chamok, thành phố Bydgoszcz, miền bắc Ba Lan. Ngày 29 tháng 12, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, Ngoại trưởng Kuleba và đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell đã nhất trí tăng cường nỗ lực cung cấp các hệ thống phòng không cho Kiev. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba và ông Joseph Borrell đã đồng ý tăng cường nỗ lực cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Ngoại trưởng Kuleba đã trao đổi với ông Borrell trong hầm tránh bom, và ông Borrell đã bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ của EU đối với Kiev. Cả Nga và Ukraine trong thời gian qua đều đang cố gắng tăng cường khả năng phòng không của mình. Đối với Ukraine, hệ thống phòng thủ hiệu quả có vai trò quyết định liệu Kiev có thể ứng phó với chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng trước các cuộc tấn công sắp tới hay không. Trong khi đó, Điện Kremlin tuyên bố bất kỳ khoản viện trợ mới nào của Liên minh châu Âu EU sẽ chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế của chính họ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, người nộp thuế ở EU đang bắt đầu nhận thức được tiền của họ đang bị Kiev chi tiêu sai mục đích. Người phát ngôn Điện Kremlin tái khẳng định, Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra. Ngày 29 tháng 12, Nga cho biết đã lên sẵn danh sách các tài sản của phương Tây có thể tịch thu nếu G7 quyết định tịch thu 300 tỷ đô la Mỹ tài sản đóng băng của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, khi phương Tây bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với chúng tôi, họ không hề nghĩ đến hiệu ứng boomerang, nhưng bây giờ điều đó là hiển nhiên. Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay, các lãnh đạo G7 sẽ thảo luận phương án pháp lý mới cho phép tịch thu các tài sản đóng băng của Nga khi họ nhóm họp vào tháng 2 tới. Ông Peskov cảnh báo, một động thái như vậy của phương Tây sẽ bị coi là vi phạm pháp luật quốc tế và làm suy yếu hệ thống tài chính cũng như kinh tế toàn cầu. Ông cho biết, Nga đã phân tích các phương án đáp trả và có sẵn danh sách những tài sản phương Tây mà Moscow có thể tịch thu để trả đũa. Ông từ chối nêu cụ thể những tài sản đó là gì. Khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng ở các nước phương Tây kể từ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hầu hết, các tài sản này là trái phiếu và tiền gửi bằng euro, đô la Mỹ, bảng Anh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ đáp trả tương tự trước khả năng các nước phương Tây tịch thu tài sản của mình. Theo kênh truyền hình RT phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Peskov tuyên bố chính quyền Nga đã đánh giá các bước đi của phương Tây cũng khả năng vi phạm luật pháp quốc tế và các luật khác của những hành động này. Ông Peskov cho biết hiện tại, việc tịch thu tài sản nước ngoài ở Nga chỉ có thể được xem xét trên lý thuyết. Ông Peskov nhấn mạnh, khi các cường quốc phương Tây bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với chúng tôi, họ không hề nghĩ đến hiệu ứng boomerang, nhưng bây giờ điều đó sẽ là hiển nhiên. Theo quan chức này, Moscow có trong tay một danh sách các tài sản của Mỹ, châu Âu và các nước khác sẽ bị tịch thu nếu các quốc gia G7 quyết định tịch thu 300 tỷ đô la Mỹ tài sản đóng băng của Nga. Ông Peskov giải thích, tất nhiên, chúng tôi đã phân tích trước các động thái trả đũa có thể. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ sao cho phù hợp nhất với lợi ích của chúng tôi. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, bất kỳ bước đi nào của phương Tây đối với tài sản Nga đều sẽ bị coi là trộm cắp, vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu các đồng tiền dự trữ, hệ thống tài chính toàn cầu và nền kinh tế thế giới. Ông Peskov cảnh báo điều này gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, đồng thời cho biết thêm rằng nó sẽ làm suy yếu niềm tin của các nước khác đối với Mỹ và EU với tư cách là những người bảo lãnh kinh tế.
Đầu tháng 12, tờ Financial Times đưa tin Washington đã đề xuất G7 tìm cách tịch thu 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2024, tròn 2 năm Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phát biểu trước các phóng viên ở Kiev, người phát ngôn của cơ quan biên giới nhà nước Ukraine, ông Andrei Demchenko, đã tiết lộ con số thống kê được về các vụ bắt giữ những người trốn quân dịch trong năm 2023 trong bối cảnh Ukraine chật vật với việc huy động quân thay thế cho những tổn thất trên chiến trường. Kênh truyền hình RT dẫn lời ông Andrei nói, tổng cộng có 7.700 người tìm cách vượt biên trái phép qua rừng bị bắt giữ trong 11 tháng đầu năm nay. Ông chỉ ra những người đó đều tìm cách vượt biên tại biên giới với Romania và Moldova, chỉ có số ít người trốn quân dịch vượt biên sang Ba Lan. Bên cạnh đó, người phát ngôn Andrei lưu ý có thêm khoảng 3.000 người Ukraine tìm cách vượt qua các trạm kiểm soát bằng cách xuất trình giấy tờ giả mạo như giấy miễn trừ y tế và giấy chứng nhận khuyết tật, một trong những điều kiện để họ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo số liệu được thống kê, số lượng nam giới muốn trốn khỏi Ukraine trong năm nay ít hơn so với năm 2022, thời điểm lực lượng biên phòng giam giữ từ 80 đến 100 người đàn ông mỗi ngày. Tuy nhiên, người phát ngôn của cơ quan biên giới Ukraine không bình luận về việc liệu các cuộc vượt biên bất hợp pháp có liên quan đến việc huy động lực lượng vũ trang hay không, đồng thời nhấn mạnh mối tương quan duy nhất mà ông có thể nói đến là thời tiết. Ông Andrei lý giải, xu hướng các cuộc vượt biên gia tăng ghi nhận khi điều kiện thời tiết thuận lợi, bởi vì khi trời lạnh và có tuyết, địa hình sẽ trở nên khó để vượt qua và có ít người sẵn sàng vượt biên hơn. Cơ quan trên cũng phát hiện hơn 220 tổ chức giúp người trốn khỏi Ukraine, trong đó có hơn 1.400 đối tượng đã bị buộc tội hình sự. Mặc dù chính phủ Ukraine không công bố chính thức thương vong trong cuộc xung đột với Nga, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây đã công bố kế hoạch huy động thêm 500.000 quân để bù đắp tổn thất trên chiến trường. Kiev cũng yêu cầu các nước EU trả lại nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đã đi trốn trước đó, đồng thời đề xuất mở rộng độ tuổi nhập ngũ cho nam giới dưới 25 tuổi, cũng như nữ giới. Quyết định tuyển thêm binh sĩ được cho là càng khiến Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, tỏ ra không hài lòng. Tướng Zaluzhny hôm 26 tháng 12 thậm chí đã công khai chỉ trích chiến lược của chính phủ nhằm huy động thêm quân cho cuộc xung đột với Nga. Ông Zaluzhny nói trong một cuộc họp báo hiếm hoi ở Kiev, "Tôi không hài lòng với công việc của văn phòng tuyển dụng." Đối với Ukraine, việc tăng cường nhân lực quân sự là ưu tiên hàng đầu. Kiev chưa công khai lực lượng của mình có bao nhiêu quân, được tạo thành từ nhiều đơn vị, nhưng các chuyên gia ước tính rằng họ có thể có 1 triệu quân vào thời điểm bắt đầu chiến sự. Nhưng kể từ đó, quân đội Ukraine liên tục chịu thương vong. Nếu như trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, người Ukraine đổ xô nhập ngũ, thì ngày nay rất ít người háo hức tham gia. Ở hầu hết các thành phố xa chiến trường, giao tranh không có tác dụng tương tự như thời kỳ đầu. Hơn nữa, các vụ bê bối trong các quan chức tuyển dụng với hiện tượng nhận hối lộ để đổi lấy việc miễn nghĩa vụ cho người dân đã gây ra sự phẫn nộ trên diện rộng, khiến việc tăng cấp bậc trong quân đội càng trở nên khó khăn hơn. Một ngày nóng ẩm vào tháng 8 năm 2023, người quân nhân có tên là Oleksandr Kolob thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 79 của quân đội Ukraine cùng các đồng đội đang thực hiện công việc đào chiến hào trong khu rừng gần sông Siversky Donetsk ở miền đông. Từ bên kia sông, lực lượng Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công. Theo tờ báo Anh Guardian, khi Kolob và đồng đội chuẩn bị nghỉ ngơi, một thành viên trong nhóm phát hiện một mảnh gốm trong đất. Kolob tiến lại gần để xem xét kỹ hơn, nghĩ rằng đó có thể là mảnh gốm hiện đại từ con sông gần đó do lũ lụt đưa vào. Nhóm tiếp tục đào và phát hiện thêm nhiều hiện vật khác, bao gồm dụng cụ làm bằng đá lửa, các mảnh xương, gốm sứ và một đầu mũi tên được chế tác tinh tế. Anh Oleksandr Kolob, 32 tuổi, từng là sinh viên lịch sử và làm công việc bán hàng trước khi gia nhập quân đội. Anh nghĩ rằng nhóm của mình có thể đã khám phá một di vật có nguồn gốc từ thời kỳ đổ đá, thậm chí có thể từ thời kỳ đổ đồng. Do hạn chế về thời gian, anh Kolob quyết định tiếp tục công việc đào chiến hào, sau đó thu thập các hiện vật vào một chiếc hộp đạn rỗng và mang về cho sĩ quan cấp trên. Anh cũng liên hệ với nhà khảo cổ học Sekhi Telisenko tại Viện Khảo Cổ học Ukraine. Theo đánh giá của ông Telisenko, Kolob và nhóm có thể đã khai quật một khu mộ cổ có niên đại khoảng 5.000 năm thuộc thời kỳ đồ đá. Trong số hiện vật có cả các món đồ tồn tại ở thời kỳ đồ đá mới hoặc thời kỳ đồ đồng. Kỳ văn hóa hầm mộ phát triển mạnh ở miền đông và miền nam Ukraine. Văn hóa này được gọi là văn hóa hầm mộ, xuất phát từ cách chôn cất người đã qua đời với các ngôi mộ có khoảng không giống như hầm mộ thông thường. Động vật cũng được chôn cất và là một phần của nó.
Ukraine nổi tiếng với di sản khảo cổ học đa dạng, từ các di vật tinh xảo của người Scythia cho đến những thành phố mang đậm nét văn hóa Hy Lạp ven biển đen. Ông Telisenko, chuyên gia khảo cổ ở miền đông Ukraine, tập trung nghiên cứu ở vùng Lugansk, nơi có thảo nguyên phong phú, phù hợp với lối sống du mục của các bộ lạc xa xưa. Công việc nghiên cứu thực địa của ông Telisenko đã bị gián đoạn kể từ khi phe ly khai tách vùng Lugansk khỏi Ukraine vào năm 2014. Hoạt động nghiên cứu cho đến nay vẫn bị đình trệ hoàn toàn do xung đột với Nga. Ông đã biên soạn một tài liệu có tiêu đề Khảo cổ học và di tích trong xung đột, hướng dẫn về cách xử lý khi binh sĩ phát hiện địa điểm khảo cổ. Tài liệu này đã được phân phát rộng rãi cho các sĩ quan trong quân đội Ukraine. Tài liệu này hướng dẫn quân nhân cách chụp ảnh địa điểm khảo cổ từ nhiều góc độ khác nhau, sử dụng la bàn trên điện thoại thông minh để xác định hướng đi. Việc ghi chép tọa độ chính xác bằng GPS là rất quan trọng. Các cổ vật cần được chụp ảnh chi tiết, đóng gói cẩn thận và đưa đến bảo tàng học viện nghiên cứu khảo cổ gần nhất. Ông Telisenko kể rằng, năm ngoái, một nhóm chiến binh Chechnya hỗ trợ Ukraine đã phát hiện các cổ vật của người Khazar thời Trung Cổ cùng một chiếc bình từ thời kỳ đồ đồng. Người Khazar từng cai trị khu vực lớn phía Bắc và phía Đông Biển Đen. Các chiến binh Chechnya cẩn thận chụp ảnh các cổ vật trên nền hộp đạn. Do không có thước đo, họ đã sử dụng những vật dụng có kích thước tiêu chuẩn như một viên đạn và một bàn chải đánh răng. Ông Telisenko nói, tôi đã không nhận được tin tức gì từ các chiến binh Chechnya này kể từ tháng 2 năm nay. Có lẽ họ đã hy sinh. Ngày 29 tháng 12, Ủy ban Thường trực Quốc hội Trung Quốc đã ra thông báo việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của 9 tướng quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Trong đó có các lãnh đạo của lực lượng tên lửa nhưng không cung cấp lý do cụ thể. Các tướng bị bãi nhiệm bao gồm 5 tướng thuộc lực lượng tên lửa, một cựu chỉ huy không quân, 2 tướng thuộc cơ quan phát triển trang bị của Quân ủy Trung ương và một tư lệnh hải quân. Trong danh sách này, ông Li Zuchao, người từng là tư lệnh lực lượng tên lửa từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022 và cấp phó của ông Zhang Zhenzhong đã bị bãi nhiệm. Hai người này được cho là đang bị điều tra về vấn đề tham nhũng từ đầu năm, cùng với một cựu cấp phó của ông Li. Danh sách còn ghi chép các tên như ông Li Chungwang, phó tư lệnh lực lượng tên lửa từ năm 2016, ông Zhu Chaning, tiền nhiệm của ông Li Zuchao và Lu Hong, người đứng đầu cơ quan phát triển trang bị của Quân ủy Trung ương. Trước khi thông báo này được đưa ra, không có thông tin chính thức về việc liệu các tướng này có đang bị điều tra hay không. Tuy nhiên, việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội cho thấy họ có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hơn, vì một đại biểu Quốc hội thường được miễn trừ khỏi các truy tố hoặc bắt giữ. Dân số toàn cầu đã tăng thêm 75 triệu người trong vòng một năm qua, đưa tổng số dân trên trái đất sẽ lên hơn 8 tỷ người vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ công bố vào ngày 28 tháng 12, tỷ lệ tăng dân số toàn cầu trong năm qua chưa đầy 1%. Hãng tin AP trích dẫn số liệu cho biết, dự báo từ đầu năm 2024, mỗi giây sẽ có khoảng 4,3 trẻ sinh ra và 2 người qua đời trên toàn cầu. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, trong năm 2023, dân số Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, chiếm gần 1,43 tỷ người trong tổng số 8 tỷ người trên trái đất. Cục Thống kê Dân số Mỹ cho biết, dân số của Mỹ vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 là 335,8 triệu người, tăng 1,7 triệu người, tức 0,53% trong năm qua. Nhà nhân khẩu học William Frey tại Viện Brookings Mỹ dự báo, nếu xu hướng này tiếp tục đến cuối thập kỷ năm 2020, đây sẽ là thập kỷ tăng trưởng dân số chậm nhất của Mỹ trong lịch sử, với mức tăng chưa đầy 4% so với thập kỷ trước đó. Kỷ lục tăng trưởng dân số chậm nhất trước đó là thập kỷ 1930, với mức tăng 7,3% trong giai đoạn sau cuộc suy thoái lớn. Ông Frey nhận định, đương nhiên là mức tăng có thể cao lên một chút khi chúng ta bước qua khỏi những năm đại dịch, nhưng sẽ rất khó để đạt được mức 7,3%. Vào đầu năm 2024, Mỹ dự kiến sẽ có một ca sinh mỗi 9 giây và một ca tử vong mỗi 9,5 giây. Việc nhập cư được cho là một yếu tố giúp dân số Mỹ không giảm đi, kết hợp cả ba yếu tố, sinh, tử và nhập cư. Dân số Mỹ dự kiến sẽ tăng thêm một người sau mỗi 24,2 giây trong năm. Trong khi đó, nghiên cứu được công bố hồi tháng 9 của một nhóm các nhà khoa học từ Mỹ, Ý và Trung Quốc đã phát hiện mất mát lớn về dân số tổ tiên của loài người và đã chỉ ra nguyên nhân sau sự giảm số này. Dân số tổ tiên loài người đã giảm mạnh từ 800.000 đến 900.000 năm trước. Ước tính chỉ có khoảng 1.280 cá thể sinh sản còn sống trong giai đoạn chuyển đổi từ kỷ nguyên cành tần sớm sang giữa. Những số liệu này ám chỉ rằng khoảng 98,7% dân số tổ tiên đã mất khi bắt đầu thắt nút cổ chai, kéo dài khoảng 117.000 năm trước. Thuật ngữ nút thắt cổ chai mô tả sự giảm đột ngột trong số lượng cá thể của một quần thể lớn do một sự kiện lớn nào đó. Trong thời kỳ hậu Pleistocene, con người hiện đại đã lan rộng ra khỏi châu Phi,
trong khi các loài người khác như người Neanderthal bắt đầu tuyệt chủng, lục địa Úc và châu Mỹ lần đầu tiên chứng kiến sự hiện diện của loài người trong một thời kỳ hậu thượng lạnh. Kỷ nguyên này nổi tiếng với các tảng băng và sông băng lớn di chuyển trên toàn cầu, tạo nên nhiều địa hình mà chúng ta thấy ngày nay. Trong nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp gọi là FISCO để suy luận về nhân khẩu học cổ xưa từ trình tự gen của con người hiện đại. Đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc phản công không như ý trong năm 2023 được cho là đã mang tới nhiều hậu quả đáng sợ hơn một chiến dịch thất bại. Khi năm 2023 dần chuyển sang năm 2024, rõ ràng là hoạt động của Kiev đã không thành công, ngay cả khi các quan chức và chỉ huy Ukraine ca ngợi những chiến thắng đáng chú ý ở Biển Đen và sự tiêu hao đáng kể của Nga. Ngày 29 tháng 12, những tiếng nổ được ghi nhận trên khắp Ukraine, từ thủ đô Kiev, thành phố Kharkov phía Bắc, Lviv ở phía Tây cho đến Dnipro tại miền Đông. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat xác nhận, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn kết hợp giữa máy bay không người lái UAV và tên lửa. Thông tin về các đợt không kích của Nga đã quay trở lại, dường như đã trở thành diễn biến chính của cuộc xung đột, phản ánh thực tế rằng chiến dịch phản công của Ukraine có lẽ đã chấm dứt và Kiev bắt đầu chuyển sang thế trận phòng thủ. Hiện Nga đã tái kiểm soát những phần lãnh thổ Ukraine trước đó rất khó khăn để giành lại, đồng thời đã đạt được bước tiến quanh khu vực ngôi làng Chobotyne ở phía nam, khiến Kiev cũng phải rút lui khỏi thị trấn Marinka tại miền đông. Theo New York Times, Ukraine ngày càng lo ngại rằng quân đội của họ không đủ nguồn lực tiếp tục tham chiến. Vào ngày 27 tháng 12, Mỹ đã công bố viện trợ cuối cùng trong năm 2023 là 250 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong gói được Quốc hội phê duyệt trước đây. Trong khi 61 tỷ đô la Mỹ trong gói viện trợ mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn kẹt tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Ông Jeho Chonev, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia thuộc Quốc hội Ukraine nói, lúc này chúng tôi đang thua ở một số trận địa, nhưng nếu viện trợ của Mỹ bị trì hoãn, chúng tôi sẽ bắt đầu mất đi các thị trấn. Không có đạn dược từ Mỹ, chúng tôi sẽ bắt đầu mất phần lãnh thổ mà mình giành được trong mùa hè năm nay. Chobotyne thuộc vùng Zaporizhia là trường hợp điển hình cho những gì xảy ra trong cuộc chiến Ukraine-Nga năm nay. Hồi tháng 8, Ukraine đã tái chiếm khu vực này, nhưng sau đó bị Nga chiếm lại. Và hiện Kiev phải rút quân để đóng tại những vị trí phòng thủ tốt hơn gần Chobotyne trong mùa đông. Nhà phân tích Iga Tikhevich ở Kiev nhận định, giờ là thời điểm chuyển sang phòng thủ dọc chiến tuyến hình lưỡi liềm dài hơn 1.000 km ở miền đông và nam Ukraine. Giới chức Ukraine không ít lần công khai thừa nhận cuộc phản công thiếu kết quả đột phá, một phần vì không nhận đủ viện trợ tài chính cũng như vũ khí từ phương Tây. Một trong những phát biểu gây tranh cãi nhất là việc Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny bất ngờ thừa nhận trên báo Economic rằng Ukraine đang gặp bế tắc và rất nhiều khả năng không thể có được bước đột phá sâu sắc và tốt đẹp nào cả. Nhận xét của ông Zaluzhny đã tạo ra cuộc tranh cãi nội bộ của giới lãnh đạo Ukraine. Bế tắc trên chiến trường Ukraine càng khó thuyết phục phương Tây tiếp tục viện trợ. Điều này lại dẫn tới hậu quả và uy tín của ông Zelensky giảm sút trong nước và việc các đối thủ chính trị thách thức vị trí lãnh đạo của ông là chuyện tất yếu. Các nhà phân tích đang hình dung về việc cuộc chiến sẽ kéo dài trong năm 2024 với thế trận bế tắc và những đồn đoán về thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến đang xuất hiện nhiều hơn. Ukraine được cho là sẽ cố gắng cầm cự qua mùa đông năm nay trong tình hình được cho là đang chiếm ưu thế trên biển, trong khi Nga được cho là chiếm ưu thế trên bộ, cũng khó đạt thêm những bước tiến và nhiều khả năng sẽ tập trung giữ các phần lãnh thổ đang kiểm soát. Cả hai bên đặt mục tiêu giành thật nhiều thắng lợi để tiếng nói có trọng lượng hơn trong một cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự tiềm tàng. Với màn sau kè này, Ukraine có vẻ bất lợi về mặt thời gian. Lãnh đạo Mỹ và châu Âu gặp áp lực là cần phải biết khi nào cuộc chiến Ukraine chấm dứt và trước mắt liệu Ukraine có thể giành lợi thế từ viện trợ vũ khí của họ hay không. Trong khi đó, các cuộc bầu cử, đặc biệt cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sắp tới, sẽ tác động tới cục diện Ukraine. Việc xoay chuyển tình thế giờ đây là điều không hề dễ dàng và việc Ukraine lật ngược tình thế ở vùng chiến sự sẽ đòi hỏi chính quyền nước này cần có những chính sách mới. Theo thông tin được Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gennady Damanin đưa ra ngày 29 tháng 12, trong bối cảnh các mối đe dọa khủng bố trong nước đang ở mức rất cao, Pháp sẽ triển khai số lượng lớn cảnh sát cho lễ đón năm mới vào cuối tuần này. Theo đó, Pháp sẽ triển khai khoảng 90.000 cảnh sát trên khắp cả nước. Riêng thủ đô Paris sẽ triển khai khoảng 6.000 cảnh sát, 5.000 binh sĩ từ đơn vị Sentinelle, đơn vị chuyên ứng phó các mối đe dọa khủng bố cũng sẽ được triển khai.
Trước đó, giới chức an ninh châu Âu cũng cho biết có nguy cơ ngày càng tăng các cuộc tấn công các phần tử Hồi giáo cực đoan liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Damanin bày tỏ quan ngại cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Giải Gaza có thể tiềm ẩn những nguy cơ an ninh. Do đó, ông Damanin cho rằng việc huy động và triển khai lực lượng an ninh và cảnh sát với số lượng lớn là điều cần thiết. Trước đó, giới chức an ninh ở châu Âu cảnh báo các nước khu vực đang phải đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố ngày càng gia tăng trong bối cảnh cuộc xung đột Israel-Hamas vẫn diễn ra căng thẳng. Hôm 14 tháng 12, cảnh sát Đan Mạch đã triệt phá âm mưu tấn công khủng bố trước thềm Giáng sinh. Ngày 29 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh lương thực nhằm đảm bảo nguồn cung ngũ cốc và các sản phẩm liên quan. Theo Tân Hoa Xã, đối với một quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân, trong khi chỉ chiếm 9% đất canh tác trên thế giới, việc Trung Quốc ban hành đạo luật nói trên được coi là có tầm quan trọng sống còn. Đạo luật nói trên sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2024, trong đó nhấn mạnh Trung Quốc cần đảm bảo an ninh tuyệt đối đối với lương thực thiết yếu và khả năng tự cung cấp cơ bản về ngũ cốc. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ đất trồng trọt, luật cũng quy định việc xác định và duy trì các giới hạn đỏ để bảo vệ đất nông nghiệp, đất trồng trọt cơ bản và hệ sinh thái lâu dài, cũng như phát triển đô thị. Về sản xuất ngũ cốc, luật nhấn mạnh việc thành lập ngân hàng nguồn gen nông nghiệp quốc gia và cải thiện hệ thống quốc gia về trồng các giống cây ưu việt. Luật cũng kêu gọi thúc đẩy công nghệ cơ giới hóa và xây dựng năng lực phòng ngừa, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai trong sản xuất ngũ cốc. Ngoài ra, chính phủ sẽ phải đưa ra các biện pháp nhằm tăng thu nhập cho người nông dân. Đạo luật mới này cũng đặt ra các yêu cầu nhằm giảm lãng phí thực phẩm trong các quá trình khác nhau, từ sản xuất đến tiêu thụ ngũ cốc. Trung Quốc đã ghi nhận sản lượng thu hoạch ngũ cốc trên 650 triệu tấn trong 9 năm liên tiếp, với tỷ lệ tự cung cấp lương thực thiết yếu trên 100% và tỷ lệ tự cung cấp ngũ cốc trên 95%. Luật an ninh lương thực mới nói trên, cùng với các luật hiện hành về quản lý đất đai, hạt giống, bảo tồn đất đen, chất thải thực phẩm và các luật khác được kỳ vọng sẽ giúp củng cố nền tảng an ninh lương thực trong nước. Trong một diễn biến khác, các nhà khoa học Trung Quốc vừa qua cho biết phương pháp chiết xuất uranium từ nước biển của họ nhanh hơn ít nhất 3 lần so với các cách chiết xuất hiện tại. Theo SCMB, các nhà khoa học Trung Quốc nói họ đã tìm ra cách chiết xuất hiệu quả uranium, kim loại nặng dùng làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân từ nước biển bằng điện. Cụ thể, nhóm nghiên cứu từ Đại học Sư phạm Đông Bắc ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã phát triển một điện cực để thu giữ uranium thông qua các phản ứng điện hóa. Họ cho biết phương pháp này nhanh hơn ít nhất 3 lần so với các cách chiết xuất hiện tại và có hiệu quả trong việc chặn lọc các tạp chất trong nước biển, đồng nghĩa với việc có thể phù hợp cho những ứng dụng quy mô lớn. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Phó Giáo sư Giao Rui và Giáo sư Du Quảng Sơn đã công bố kết quả nghiên cứu đột phá của họ trên tạp chí ACS Central Science. Trung Quốc đang tập trung đầu tư xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhưng quặng uranium của nước này có chất lượng thấp nên phải nhập khẩu để cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng. Khả năng khai thác uranium từ nước biển có thể là yếu tố mang tính bước ngoặt giúp Trung Quốc thay đổi tình thế. Uranium là nguyên tố thiết yếu cho năng lượng hạt nhân kể từ năm 1942, khi mà nhà vật lý Enrico Fermi xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên ở Chicago. Theo truyền thống, uranium được chiết xuất từ các thành tạo đá trên mặt đất, nhưng tính chất hữu hạn của các mỏ này đã khiến các nhà khoa học phải tìm kiếm các nguồn uranium thay thế. Một trong những nguồn dồi dào nhất chính là đại dương, nơi chứa khoảng 4,5 tỷ tấn uranium, gấp gần 1.000 lần so với trữ lượng uranium trên đất liền. Tuy nhiên, chiết xuất uranium từ nước biển là một nhiệm vụ vô cùng thách thức do nồng độ cực kỳ thấp ở mức 3,3 phần tỷ cùng với sự hiện diện của các ion gây nhiễu trong môi trường biển phức tạp. Độ khó của nhiệm vụ này giống như việc tìm 1 gam muối trong 300.000 lít nước ngọt, nếu không muốn nói là khó khăn hơn. Để giải quyết thách thức này, nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã tạo ra một điện cực bằng cách phủ loại vải dệt từ sợi carbon với hai monomer, phân tử có thể phản ứng với các phân tử khác để tạo thành các cấu trúc như polymer. Được polymer hóa để tạo ra vật liệu điện cực có các vết lồi và lõm cực nhỏ, được gọi là khung bọt xốp Porous Aromatic Framework, viết tắt là PAF. PAFS có các điểm tạo xúc tác để truyền ion uranium thành các hợp chất uranium và các điểm hấp thụ nhằm thu thập các hợp chất. Bản chất xốp của vải carbon cũng giúp thu giữ các ion uranium. Trong một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của nhóm giáo sư Du, một tấm vải trắng phủ được dùng làm cực âm, cực dương than trì, hoàn thiện mạch điện và một dòng điện chạy giữa chúng. Trong vài ngày, họ nhận thấy uranium màu vàng sáng hình thành trên tấm vải.
Theo nghiên cứu, phương pháp điện hóa này có thể cải thiện công suất và tốc độ chiết so với phương pháp hấp thụ hóa lý truyền thống. Trong một thử nghiệm khác được tiến hành trên nước lấy từ biển bột hải, nhóm nghiên cứu đã sử dụng điện cực để chiết xuất 12,6mg uranium trên mỗi gram vật liệu trong 24 ngày. Các nhà khoa học cho biết phương pháp này tốt hơn hầu hết các phương pháp chiết xuất uranium được báo cáo khác. Các thử nghiệm cũng cho thấy điện cực ổn định qua nhiều chu kỳ chiết, bất chấp sự hiện diện của các ion kim loại cạnh tranh trong nước biển. Hạ nghị sĩ Thomas Massey từ Đảng Cộng hòa Mỹ mới đây đã cảnh báo về việc các tiểu bang đang cố gắng loại bỏ tên của cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu cử năm sau, nhấn mạnh rằng Hạ viện Mỹ có quyền quyết định cuối cùng trong cuộc bầu cử năm 2024. Ngày 29 tháng 12, nghị sĩ Massey viết trên tài khoản Twitter cũ nêu rõ rằng bang Maine, Colorado và những bang khác có lẽ đang tìm cách chối bỏ bất kỳ ứng viên nào của Đảng Cộng hòa khỏi lá phiếu. Nên nhớ rằng Hạ viện Mỹ là bên cuối cùng có thể xác nhận phiếu đại cử tri đến từ những tiểu bang đó hay không. Tờ báo The Hill cho biết tỷ phú sở hữu Twitter Elon Musk đã phản hồi bài viết của Massey bằng cách nói thật thú vị. Gần đây, Tòa Thượng thẩm bang Colorado đã loại bỏ quyền tranh cử của ông Trump tại tiểu bang này do vai trò của ông trong vụ bạo loạn điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, quan chức bầu cử của bang Maine, Sena Berlau, cũng vừa quyết định loại bỏ tên ông Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này với lý do tương tự. Nghị sĩ Massey cho rằng, quy định phê chuẩn phiếu đại cử tri vào tháng 1 2025 để xác nhận chiến thắng của ứng viên Tổng thống Mỹ có thể là cơ hội để Quốc hội Mỹ loại bỏ các phiếu từ bang Maine, Colorado và các tiểu bang khác mà loại bỏ tên ông Trump khỏi phiếu bầu. Nghị sĩ Massey đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Thống đốc bang Florida Ron DeSantis trong cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng viên đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống. Ông cũng từng không bỏ phiếu phản đối kết quả đại cử tri của bang Arizona và Pennsylvania sau vụ bạo loạn điện Capitol năm 2021. Ông Massey cũng giải thích rằng bất kỳ hành động nào liên quan đến việc loại bỏ phiếu đại cử tri vào năm 2025 sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Đảng Cộng hòa có thể duy trì quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ hay không. Đảng Cộng hòa hiện đang duy trì thế đa số mong manh tại Hạ viện. Trong một diễn biến liên quan, Đảng Cộng hòa tại Colorado đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ, lập luận rằng tu chính án 14 không liên quan đến chức vụ Tổng thống mà chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền áp dụng. Ông Trump vẫn kiên quyết không tham gia vào bất kỳ nội dậy nào, đồng thời phản đối việc can thiệp vào quy trình bầu cử, khi ông đang được coi là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho năm sau. Những động thái gần đây của cả hai bang Maine và Colorado đã làm leo thang tình trạng khủng hoảng ngày càng gia tăng trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Điều này cũng gia tăng áp lực lên Tòa án Tối cao Mỹ để đưa ra quyết định liên quan đến tu chính án thứ 14. Theo CNN, những phán quyết trái chiều này có thể làm leo thang sự chia rẽ trong xã hội, gây ra hỗn loạn trong quá trình bầu cử. Trong bối cảnh, bang Iowa sắp chuẩn bị bầu chọn ứng viên đại diện cho Đảng Cộng hòa vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, sau đó là các bang quan trọng khác, cần có giải pháp nhanh chóng. Quá trình bầu cử của mỗi đảng tại từng bang nhằm chọn ra ứng cử viên duy nhất tham gia cuộc bầu cử chung vào tháng 11 năm 2024. Bất chấp việc đang đối mặt với 4 vụ án và nhiều vụ kiện khác, cựu Tổng thống Donald Trump dường như đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi các cuộc cáo buộc hình sự đối với ông ngày càng làm tăng sự nổi tiếng của ông trong cộng đồng cử tri. Theo đài Al Jazeera, các cuộc khảo sát gần đây cho thấy ông Trump đang dẫn đầu trong cuộc đua của Đảng Cộng hòa, vượt xa đối thủ gần nhất đến hàng chục điểm phần trăm. Điều đáng chú ý, một số khảo sát còn chỉ ra rằng Tổng thống Joe Biden đứng sau ông Trump trong một cuộc đối đầu tiềm ẩn vào tháng 11 tới. Du thuyền Adora Magic City, du thuyền 16 tầng đầu tiên của Trung Quốc sẽ bắt đầu hành trình đầu tiên từ Thượng Hải đến Hàn Quốc và Nhật vào ngày 1 tháng 1. Hành trình dài 6 ngày sẽ đưa du khách đến đảo Jeju, Hàn Quốc, sau đó là Nagasaki và Fukuoka ở Nhật Bản. Được xây dựng bởi công ty Thượng Hải Ngoại Cao Kiều, đây là du thuyền nội địa đầu tiên của Trung Quốc, liên doanh giữa Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc CSSC và Tập đoàn Carnival của Mỹ. Adora Cruise sẽ là đơn vị vận hành chiếc du thuyền này với chiều dài 323,6m và 2.425 phòng. Du thuyền có thể chở tới 5.246 hành khách với 16 tầng. Nó có 22 nhà hàng, quán bar, phòng chơi mặt trược, nhà máy bia, cửa hàng miễn thuế và một nhà hát kịch truyền thống Trung Quốc.
Tàu Adora Magic City được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là một cột mốc quan trọng cho thấy khả năng của các công ty đóng tàu nội địa trong việc hoàn thành những dự án phức tạp nhất, không chỉ có tàu du lịch mà còn có cả tàu sân bay và tàu LNG lớn. Chuyến đi đầu tiên của du thuyền này diễn ra trong bối cảnh du lịch nội địa Trung Quốc đang phục hồi sau đại dịch COVID-19 và nỗ lực kích cầu du lịch quốc tế. Hiện tại, du thuyền chủ yếu tập trung vào các hành trình ngắn trong khu vực Đông Nam Á và dự kiến sẽ mở rộng ra Đông Nam Á. Vé cho các chuyến đi trong 2 tháng đầu năm 2024 đã được bán hết với giá khoảng 8.500 nhân dân tệ, tương đương 1.200 đô la Mỹ cho một cabin cao cấp vào tháng 2 dành cho 2 người. Trung Quốc và chính quyền quân sự ở Myanmar vừa ký một thỏa thuận bổ sung cho dự án cảng nước sâu Gyeongpil ở bang Rakhine phía tây Myanmar. Theo báo cáo của tờ South China Morning Post, SCMP, ngày 29 tháng 12, các giám đốc cấp cao của Citigroup, một tập đoàn nhà nước Trung Quốc, cùng các đại sứ Trung Quốc và quan chức chính quyền quân sự Myanmar đã tham dự lễ ký kết thỏa thuận mở rộng dự án này tại Naypyidaw, thủ đô của Myanmar, vào ngày 26 tháng 12. Thỏa thuận này là bổ sung cho thỏa thuận ban đầu ký vào năm 2018. Trong đó, Citigroup giữ 70% cổ phần trong dự án cảng Gyeongpil. Tại buổi lễ mới, Chủ tịch của Citigroup Hê Quốc Hoa đã nhấn mạnh rằng cảng nước sâu Gyeongpil đóng vai trò quan trọng trong chiến lược vành đai và con đường của Trung Quốc, cũng như trong hành lang kinh tế Trung Quốc-Myanmar. Ông cũng nhấn mạnh rằng dự án này mang lại ý nghĩa lớn cho sự hợp tác thực tế. Thông tin chi tiết về phụ lục cho thỏa thuận dự án cảng nước sâu Gyeongpil không được công bố, nhưng đây được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy dự án cơ sở hạ tầng quan trọng do Trung Quốc hậu thuẫn sẽ trở lại đúng hướng. Theo SCMP, dự án này đạt được rất ít tiến triển kể từ khi quân đội Myanmar lên nắm quyền sau cuộc chính biến ngày 1 tháng 2 năm 2021. Dự án này có trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ, nằm trên đảo Madai gần làng chài Gyeongpil ở vịnh Bengal. Nó là một phần của khu kinh tế Gyeongpil, một kế hoạch để thu hút các ngành công nghiệp như dệt may và lọc dầu, hai lĩnh vực quan trọng trong quan hệ Trung Quốc-Myanmar. Dự án cũng là một phần quan trọng của hành lang kinh tế Trung Quốc-Myanmar dài 1.700 km, bao gồm mạng lưới đường sắt, đường bộ, đường ống dẫn dầu và khí đốt từ thủ đô Côn Minh, Trung Quốc đến biển Ấn Độ. Cảng Gyeongpil dự kiến sẽ mở ra cơ hội chiến lược tới Ấn Độ Dương cho Trung Quốc, đồng thời cung cấp một tuyến đường năng lượng thay thế đến eo biển Malacca, một tuyến đường thủy hẹp giữa Ấn Độ Dương và Biển Đông, nơi vận chuyển khoảng 80% dầu nhập khẩu của Trung Quốc từ Trung Đông. Citigroup, một trong những công ty tài chính lớn và lâu đời nhất Trung Quốc, được chọn làm nhà đầu tư chính tại khu kinh tế Gyeongpil và các dự án cảng nước sâu từ năm 2015. Dự án gần như không tiến triển cho đến khi Citigroup và chính phủ Myanmar dưới sự lãnh đạo của Đảng Liên minh Dân chủ Quốc gia của bà Aung San Suu Kyi đã ký một thỏa thuận khung vào năm 2018 để giảm quy mô đầu tư xuống từ 7,3 tỷ đô la Mỹ xuống còn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Một ủy ban quản lý chung đã được thành lập giữa Citigroup và chính phủ Myanmar với tỷ lệ cổ phần là 70-30 và hợp đồng cho phép công ty Trung Quốc thuê 50 năm. Tuy nhiên, theo SCMP, các vấn đề pháp lý đã làm trì hoãn dự án, buộc Trung Quốc công khai kêu gọi chính phủ Myanmar thúc đẩy các kế hoạch cơ sở hạ tầng của hành lang kinh tế Trung Quốc-Myanmar. Việc ký kết thỏa thuận bổ sung cho dự án cảng nước sâu Gyeongpil diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa quân đội và các nhóm vũ trang sắc tộc tại Myanmar trong hơn 2 tháng qua. Các cuộc xung đột liên tục đã khiến Đại sứ quán Trung Quốc ngày 28 tháng 12 phát đi cảnh báo an ninh mới, khuyến nghị người dân rời khỏi Lóc Cai càng sớm càng tốt. Lóc Cai nằm trong khu tự trị Co Cang gần biên giới phía bắc Myanmar với Trung Quốc. Thông tin từ The Irrawaddy ngày 27 tháng 12 cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền quân sự Myanmar và một liên minh ba nhóm vũ trang sắc tộc không đạt được thỏa thuận, mặc dù đã có sự trung gian của Trung Quốc trong cuộc họp tại Côn Minh tuần trước. Vào tháng 2 năm 2023, Citigroup thông báo hoàn thành cuộc khảo sát thực địa kéo dài 10 tháng cho dự án cảng Gyeongpil. Báo cáo được công bố vào tháng 9, mở đường cho việc khởi công xây dựng, với Ủy ban đặc khu kinh tế Gyeongpil bắt đầu mời thầu từ tháng trước. Theo SCMP, đầu tháng này, Bộ trưởng Thương mại Myanmar Aung Naing Oo đã thông báo việc hoàn tất đàm phán với Citigroup về thỏa thuận cấp phép kinh doanh cảng biển nước sâu, một thỏa thuận được chính phủ tiền nhiệm ký kết. Trong cuộc họp với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện của Trung Quốc ở nước ngoài tại Bắc Kinh mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các đại sứ của nước này
xây dựng một đội quân ngoại giao sắt thép trung thành với Đảng Cộng sản. Đài truyền hình CCTV dẫn lời ông Tập Cận Bình nói: "Dám đấu tranh, trở thành người bảo vệ lợi ích quốc gia, cần kiên quyết bảo vệ lợi ích chủ quyền, an ninh và phát triển quốc gia với tư thế sẵn sàng, ý chí kiên cường thách thức các cường quốc." Phát biểu của ông Tập Cận Bình đã làm gợi nhớ đến những nhà ngoại giao chiến binh sói trong giai đoạn trước. Phong cách này có vẻ giảm đi trong bối cảnh Trung Quốc đang muốn thu hút đầu tư nước ngoài khi nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Sau cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 11 tại San Francisco, có vẻ như căng thẳng giữa Bắc Kinh và Mỹ đã giảm nhiệt. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn căng thẳng với Philippines vì tranh chấp trên Biển Đông và căng thẳng với Nhật Bản về chuyện xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý xuống biển. Ông Tập cũng yêu cầu các đại sứ tuân thủ kỷ luật của Đảng, 7 lần nhắc lại từ nghiêm khắc trong bài phát biểu quan trọng hàng năm tại hội nghị về công tác đối ngoại. Tại hội nghị diễn ra ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình phát biểu: "Cần đặt nội quy, kỷ luật lên hàng đầu, nghiêm khắc kỷ luật bản thân, chịu trách nhiệm nghiêm minh, tạo dựng quân đội ngoại giao sắt thép, trung thành với Đảng, dám đấu tranh, chấp hành kỷ luật nghiêm minh." Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan ngoại giao Trung Quốc đang siết chặt kỷ luật sau khi ông Tần Cương bị miễn nhiệm chức vụ Ngoại trưởng hồi tháng 7, chỉ 7 tháng sau khi đảm nhiệm vị trí này. Chủ tịch Tập Cận Bình nói, trung thành với Đảng, với đất nước và nhân dân là truyền thống vẻ vang của lực lượng ngoại giao, cần xây dựng một tuyến phòng thủ tư tưởng vững chắc, trở thành người sắc sảo, có niềm tin chính trị vững vàng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và kỷ luật. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường ảnh hưởng quốc tế để chống lại điều mà ông gọi là nỗ lực của phương Tây nhằm kiềm chế và đàn áp Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình tuyên bố, chúng ta phải thiết lập tình bạn rộng rãi và sâu sắc và nỗ lực giành lấy trái tim của mọi người, không phải chỉ trong những ngôi chùa mà phải trong quần chúng. Chúng ta phải sử dụng ngoại ngữ và các phương pháp để kể câu chuyện hấp dẫn về Trung Quốc. Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu hộ hàng chục người đi câu bị mắc kẹt trên tảng băng trồi ở một hồ nước rộng lớn phía bắc bang Minnesota, Mỹ. Cụ thể, đài CBS ngày 30 tháng 12 dẫn thông tin từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt Benjamin, bang Minnesota, Mỹ cho biết, lực lượng chức năng đang cứu hộ khoảng 75 đến 100 người đi câu bị mắc kẹt trong một tảng băng lớn bất ngờ tách khỏi bờ hồ Upper Red. Phía cảnh sát thông báo, khoảng cách giữa tảng băng và bờ quá lớn, chúng tôi đang tìm cách đưa họ trở lại. Một số lực lượng khẩn cấp trong khu vực đang đến nơi, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy có người bị rơi xuống nước. Viết trên mạng xã hội, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Benjamin và Sở Tài nguyên Minnesota, DNR thông tin rằng tình trạng băng trên toàn bang đang thay đổi liên tục. Khuyến cáo của DNR cho biết, mặc dù dự báo có vẻ thuận lợi cho việc đóng băng, nhưng điều kiện băng sẽ vẫn kém cho đến khi có một chuỗi nhảy lạnh giá để hình thành lớp băng mới. Vui lòng ở trên bờ cho đến khi băng dày ít nhất 10cm. Nếu bạn ra ngoài, hãy đảm bảo có tất cả các thiết bị an toàn phù hợp và kiểm tra độ dày băng thường xuyên. Trước đó, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi và đến hồ hôm 28 tháng 12 sau khi có hai người đi câu bị ngã qua lớp băng mặt hồ. Cảnh sát cho biết những cơn mưa gần đây và nhiệt độ trên mức đóng băng kéo dài khiến tình trạng băng trở nên xấu đi. Hồ Upper Red là nơi thường xuyên có người cần cứu hộ. Hôm 19 tháng 12, một máy bay hạng nhẹ đáp xuống mặt băng đã khiến lớp băng bị sụp xuống. Một ngày trước đó có đến 50 người bị mắc kẹt do băng trồi. Trước đó vào tháng 11 năm 2022, lực lượng cứu hộ Mỹ cũng đã giải cứu 200 người đi câu bị mắc kẹt trên băng trôi tại hồ Upper Red. Câu cá trên băng là một môn thể thao mùa đông phổ biến ở Mỹ. Tuy nhiên, giới chức bang Minnesota cảnh báo người dân nên thận trọng bởi băng đầu mùa đông rất khó lường và thường không ổn định, có thể xảy ra những sự cố tương tự. Nicole Biasi là người phụ trách an toàn băng tuyết tại Sở Tài nguyên Thiên nhiên Minnesota, khuyến nghị nên cho băng dày 10cm cho các hoạt động như đi câu, nhưng băng không bao giờ an toàn 100%. Cô kêu gọi mọi người lưu ý thêm các yếu tố khác như gió, nhiệt độ, ánh nắng và nên mặc áo phao, mang theo dụng cụ cần thiết để trèo lên bờ trong trường hợp khẩn cấp. Ngày 29 tháng 12, Tổng thống Argentina Milei đã gửi thư đến BRICS từ chối lời mời gia nhập khối gồm 5 nền kinh tế mới nổi này. Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống cho biết, trong thư gửi các lãnh đạo BRICS, Tổng thống Javier Milei cho rằng gia nhập khối là điều không phù hợp vào thời điểm này với Argentina, Mariel Andoni. Lãnh đạo Argentina lưu ý chính sách đối ngoại của ông khác so với chính phủ tiền nhiệm trên nhiều khía cạnh. Do đó, một số quyết định dưới thời chính phủ tiền nhiệm sẽ được xem xét lại. Ông Milei cũng nhấn mạnh cam kết của Argentina trong tăng cường quan hệ song phương với các thành viên BRICS và mong muốn được gặp các lãnh đạo khối.
BRICS là nhóm các nền kinh tế mới nổi với 5 thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và khoảng 1/4 GDP thế giới. Kim ngạch xuất khẩu của Argentina sang khối này chiếm tới gần 30%. Hồi tháng 8 năm 2023, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại thành phố Johannesburg, Tổng thống nước chủ nhà Nam Phi Ramaphosa thông báo BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã quyết định mời 6 quốc gia gồm Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE gia nhập khối này ngay từ tháng 1 năm 2024. Tổng thống Argentina khi đó là ông Alberto Fernandez đã chấp nhận lời mời của các nhà lãnh đạo BRICS. Cũng tại hội nghị thượng đỉnh tại Nam Phi, Tổng thống Brazil Lula da Silva khẳng định thực tế rằng nhiều nước quan tâm tới việc gia nhập BRICS đã cho thấy đường lối đúng đắn của toàn khối khi quyết định theo đuổi trật tự kinh tế thế giới mới. Nhà lãnh đạo Brazil khẳng định khối này luôn sẵn sàng chào đón các ứng viên mới. Phản ứng về trước thông báo này của Tổng thống Milei, người vừa nhậm chức hôm 10 tháng 12 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Hạ viện Nga, ông Leonid Slutsky bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định của Buenos Aires. Ông Slutsky cho rằng đây là quyền tự quyết của Tổng thống Milei và mỗi dân tộc có quyền lựa chọn con đường phát triển của mình. Ông cũng bày tỏ Argentina đã để mất cơ hội gia nhập BRICS, đồng thời cho rằng điều này không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của khối. Ông Slutsky cũng khẳng định Nga mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ với Argentina. Hơn 40 quốc gia đã bày tỏ quan tâm gia nhập BRICS, trong đó có 22 quốc gia đã đưa ra lời đề nghị chính thức. Các lãnh đạo BRICS đã thông qua nghị quyết nghiên cứu phát triển một đồng tiền thanh toán mới để giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Theo thông tin từ Press TV, ngày 28 tháng 12, phát ngôn viên cửa lũ đạn Al-Qassam, ông Abu Ubaidah tuyên bố rằng chiến dịch bão Al-Qassa của phong trào kháng chiến Palestine có trụ sở tại Gaza được Hamas cho biết đã đẩy nhà nước Do Thái tới con đường sụp đổ triệt để. Ông Ubaidah nhấn mạnh, vào ngày 7 tháng 10, chúng tôi đã giáng một đòn thế kỷ vào nhà nước Do Thái. Người phát ngôn của Al-Qassam tiếp tục liệt kê các thiệt hại mà Israel phải chịu trong cuộc xung đột. Ông lưu ý rằng, kể từ khi Israel tấn công vào Gaza, phong trào kháng chiến đã nhắm vào hơn 825 xe quân sự của Israel. Ông cũng thông báo rằng máy bay chiến đấu đã tấn công 3 máy bay trực thăng của đối phương trong 24 giờ gần đây. Phát ngôn viên của lữ đoàn Al-Qassam tuyên bố, ưu tiên của chúng tôi là ngăn chặn bạo lực chống lại người dân ở Gaza và chấm dứt nạn diệt chủng đối với họ. Người phát ngôn cũng nhắc lại lập trường của phe kháng chiến rằng sẽ không có bất kỳ cuộc trao đổi tù nhân nào với Israel nữa cho đến khi nhà nước Do Thái hoàn toàn ngừng hành động chiếm đóng lãnh thổ Palestine. Trong lệnh ngừng bắn tạm thời được Qatar và Ai Cập đưa ra và có hiệu lực trước đó trong cuộc xung đột, Israel đã thả 240 tù nhân Palestine để đổi lấy 105 tù nhân khác được Hamas thả. Ngày 30 tháng 12, quân đội Israel cho biết hai quả rocket phóng từ Syria đã đáp xuống khu vực chống trải ở cao nguyên Golan, một khu vực do Tel Aviv kiểm soát. Để đáp trả, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đã tấn công các vị trí mà hai quả rocket được phóng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Syria thông báo rằng Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào một số địa điểm ở miền nam Syria, nhưng không ghi nhận thông tin về thương vong trong cuộc tấn công. Hãng thông tấn SANA của Syria cũng cho biết Israel đã tiến hành không kích ở khu vực ngoại ô thủ đô Damas và hệ thống phòng không của họ đã ngăn chặn một phần lớn tên lửa của đối phương. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận có thiệt hại vật chất. Theo nguồn tin từ Al Arabiya, cuộc tấn công của Israel đã đánh trúng sân bay quốc tế Damas, gây tử vong cho 11 thành viên cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. IRGC sau đó phủ nhận thông tin này, gọi đó là thông tin không chính xác. Đến nay, Israel chưa đưa ra bình luận về sự việc này. IRGC duy trì một số lực lượng ở Syria, chịu trách nhiệm giám sát các nhóm dân quân do Tehran hậu thuẫn tại miền đông của nước này. Từ khi xung đột tại Syria nổ ra, quân đội Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào nước láng giềng mà ít khi thông báo về hoạt động này. Trong những cuộc tấn công này, mục tiêu chủ yếu là các vị trí của nhóm dân quân ủng hộ Iran và quân đội chính phủ Syria. Số lượng cuộc tấn công tăng cao sau khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Ngày 25 tháng 12, Iran thông báo cố vấn cấp cao của IRGC, Trung tướng Zayed Zari Mousavi đã hy sinh trong cuộc không kích của Israel vào Damas. Tehran tuyên bố rằng họ và các đồng minh trong trục kháng chiến chống lại Israel ở Trung Đông sẽ trả thù cho Trung tướng Mousavi. Ngày 30 tháng 12, IDF cũng đưa ra thông báo về cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng và một điểm phóng của lực lượng Hezbollah ở Liban. Sau khi nhóm này tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel,
xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah đã leo thang kể từ ngày 7 tháng 10, khi nhóm vũ trang này liên tục tập kích lãnh thổ Israel bằng tên lửa, rocket và máy bay không người lái để thể hiện sự ủng hộ đối với Hamas, một thành viên của trục kháng chiến. Houthi tuyên bố rằng việc tấn công các tàu trên Biển Đỏ là một hành động nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Song ngoài lý do trên, lực lượng này cũng có các kế hoạch khác. Ngày 19 tháng 11, lực lượng Houthi đã chiếm một tàu chở hàng có liên quan Israel tên Galaxy Leader và ngay sau đó đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh bắt giữ con tàu này. Từ đó, tàu Galaxy Leader đã trở thành một điểm thu hút người dân ở Yemen tới để chụp ảnh. Sau đó, Houthi đã tấn công nhiều tàu đi qua eo biển Ban An, Mandeb, một lối đi hẹp dẫn vào Biển Đỏ và dẫn tới kênh đào Suez ở xa hơn. Kể từ đó, theo thông tin từ Lầu Năm Góc, lực lượng này đã tấn công hơn 100 tàu đi qua eo biển Ban An, Mandeb, con đường hẹp nối từ Biển Đỏ tới kênh đào Suez. Mặc dù không gây thương vong, các vụ tấn công này đã tạo ra tác động lớn đối với thương mại toàn cầu. Nhiều công ty vận tải biển đã ngừng sử dụng tuyến đường qua Biển Đỏ, chuyển sang vòng đi xa hơn vùng đất mũi phía Nam, châu Phi, kéo dài hành trình thêm khoảng 9 ngày và tăng ít nhất 15% chi phí. Khoảng 12% lượng dầu và 8% khí tự nhiên hóa lỏng vận chuyển trên biển của thế giới đi qua eo biển Bab al-Mandeb, chủ yếu hướng tới châu Âu. Các hàng hóa khác như ngũ cốc, dầu cọ và hàng công nghiệp cũng chịu ảnh hưởng. Mỹ đã hình thành một liên minh gồm 20 quốc gia tuần tra chung trên Biển Đỏ để ngăn chặn các vụ tấn công của Houthi. Quan chức Mỹ cũng cảnh báo rằng họ vẫn chưa loại trừ khả năng hành động quân sự đối với Houthi. Sau cuộc nội chiến Yemen bùng nổ từ năm 2014, lực lượng Houthi đã được Iran hậu thuẫn, đã chiến đấu chống lại quân đội chính phủ. Năm 2015, Ả Rập Xê Út dẫn đầu liên minh quân sự can thiệp để hỗ trợ chính phủ Yemen. Hơn một năm qua, tình hình giao tranh tại Yemen đã dịu bớt sau khi lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022. Houthi hiện nắm quyền kiểm soát lớn phần miền Bắc Yemen và thủ đô Sana'a, trong khi chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận đặt trụ sở tại trung tâm kinh tế Aden. Trước ngày 7 tháng 10, Houthi đối mặt với áp lực nội bộ do các vấn đề như cải cách không được ưa chuộng và không trả lương cho công chức. Người dân Yemen cũng mệt mỏi với các cuộc nội chiến kéo dài gần một thập kỷ. Tuy nhiên, sau cuộc xung đột ở Gaza, lời lên án Israel đã giúp Houthi thu hút sự ủng hộ rộng rãi từ người dân Yemen. Họ cũng tận dụng cơ hội này để tuyển mộ thêm chiến binh mới, từ đó tăng cường lực lượng trong cuộc nội chiến Yemen. Nhà nghiên cứu về Yemen Nicholas Bromfield chia sẻ với tờ Al Jazeera, họ tuyển mộ được một loạt chiến binh với lời hứa rằng sẽ chiến đấu ở Palestine. Họ nói các bạn sẽ chiến đấu ở Palestine, rồi sau đó sẽ triển khai lực lượng này tới thành trì Marib của chính phủ Yemen. Chính phủ Yemen đã lên án các cuộc tấn công của Houthi trên Biển Đỏ, cho rằng điều này tước đoạt chủ quyền của họ. Tuy nhiên, chính phủ tại Aden lại phải đối mặt với tình thế khó khăn vì họ không muốn bị xem là ủng hộ Israel. Theo một số nhà phân tích, các vụ tấn công ở Biển Đỏ cũng có thể là một chiến lược ngoại giao trong bối cảnh Houthi và Ả Rập Xê Út đang tiến hành đối thoại để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài trong những tháng gần đây. Những căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ và sự gián đoạn trong việc vận chuyển dầu mỏ sẽ gây tổn thất cho hầu hết nền kinh tế trong khu vực này, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, một trong những nền kinh tế lớn nhất. Phó Giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi của Chatham House Sanan Vakin chia sẻ, từ vị trí của Houthi, việc tấn công vào các tàu vận tải là cơ hội để họ gây áp lực đối với Ả Rập Xê Út. Chúng ta có thể đang chứng kiến động thái phục vụ đàm phán. Al Jazeera cho biết, sự hiện diện của Liên minh 20 quốc gia do Mỹ dẫn đầu không có vẻ ngăn cản được Houthi. Các nhân vật lãnh đạo của Houthi đã tuyên bố sẵn sàng đối đầu với bất kỳ liên minh nào do Mỹ tổ chức tại Biển Đỏ. Một người phát ngôn khác của Houthi chia sẻ với Reuters rằng họ sẽ tiếp tục tấn công các tàu của Israel hoặc hướng đến Israel cho đến khi cuộc bao vây ở Gaza kết thúc. Mặc dù có lời lẽ đe dọa khoa trương, cả Houthi và Mỹ cho đến nay đều duy trì sự kiềm chế. Ngày 26 tháng 11, lực lượng Houthi đã bắn hai tên lửa đạn đạo vào gần tàu chiến Mỹ. Theo ông Bromfield, có lẽ Houthi cố ý nhằm bắn không vào mục tiêu. Nhà phân tích Gregory Breu tại Erosia Group cho biết Mỹ không muốn leo thang tình hình này. Hiện Mỹ vẫn chưa tiến hành phản kích về phía Yemen. Bất kỳ thay đổi nào trong tình hình hiện tại cũng không phù hợp với lợi ích của Houthi. Ông Bromfield nhấn mạnh, họ hiểu rằng không nên vượt quá ranh giới. Houthi không muốn tạo ra tình huống khiến Mỹ không còn xem nhóm này chỉ là một vấn đề phiền toái và thực sự muốn lật đổ họ. Dự báo thời tiết tại Mỹ năm 2024 cho biết có thể sẽ có sự khác biệt hoàn toàn so với hiện tại do tác động của hiện tượng El Nino. Các dự báo cho thấy mùa đông sắp tới
miền Đông Nam nước Mỹ có thể trở nên lạnh hơn bình thường, trong khi miền Bắc có thể trở nên ấm áp hơn bình thường. Hiện tượng El Nino xuất hiện khi nhiệt độ bề mặt của Thái Bình Dương trung tâm và phía đông tăng bất thường, tạo ra những biến đổi trong mô hình thời tiết toàn cầu. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo rằng nhiệt độ trong những mùa sắp tới sẽ có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt ở miền Bắc, có khả năng từ 50-60% vùng Alaska và một số vùng ở California, Oregon và Washington sẽ có nhiệt độ cao hơn so với mức bình thường. Tuy nhiên, xác suất này giảm ở các bang miền Bắc khác như Wisconsin, Michigan và New England. Phần lớn vùng Trung Tây dự kiến sẽ không có nhiều thay đổi so với năm trước. Northern Texas và Oklahoma được dự báo có nhiệt độ gần mức bình thường, trong khi miền Nam, bao gồm cả bang Florida, cũng có xu hướng tương tự. Tuy nhiên, bang Florida có thể trải qua thời tiết ẩm ướt và biến động mưa lớn hơn, với dự báo cho thấy từ 80-90% khả năng lượng mưa tại bang này sẽ vượt trội so với mức trung bình. Các khu vực ở Texas, Louisiana, Alabama, Georgia và Carolina cũng có thể trải qua tăng lượng mưa. Ngược lại, miền Bắc nước Mỹ như Idaho, Washington và Montana nói chung sẽ có lượng mưa thấp hơn so với mức bình thường. Các khu vực ở Michigan, Wisconsin, Indiana, Ohio và Illinois dự kiến ghi nhận mức giảm khoảng 40-50% so với mức bình thường. Ở phía Nam, các bang Arizona, California, Nevada, Utah, Colorado và một phần New Mexico có thể trải qua lượng mưa vượt trội so với mức bình thường. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, El Nino có thể kéo dài ít nhất đến tháng 4 năm 2024. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng dự đoán xác suất El Nino kéo dài suốt mùa đông ở Bắc Bán Cầu, mùa hè Nam Bán Cầu năm 2024 là 90%. Hàn Quốc chuẩn bị áp dụng thị thực du mục kỹ thuật số từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, cho phép người nước ngoài cư trú tới 2 năm vẫn duy trì công việc ở quê hương. The Korea Herald trích dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 29 tháng 12 cho biết, để hỗ trợ công việc từ xa và kỳ nghỉ của người nước ngoài tại Hàn Quốc, chúng tôi triển khai thị thực du mục kỹ thuật số mới. Bộ cũng nhấn mạnh sự gia tăng của xu hướng workcation khi người lao động du lịch và làm việc từ xa. Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo, người nước ngoài trước đây phải xin thị thực du lịch hoặc chỉ ở lại dưới 90 ngày cho workcation tại Hàn Quốc. Hệ thống mới này cho phép nhân viên và người sử dụng lao động từ các công ty nước ngoài du lịch và làm việc từ xa tại Hàn Quốc lâu dài hơn. Để đăng ký, người ngoại quốc cần chứng minh thu nhập hàng năm trên 84,96 triệu won, khoảng 1,59 tỷ đồng và nộp giấy tờ tại Đại sứ quán Hàn Quốc. Họ cũng phải có bảo hiểm y tế tư nhân từ 100 triệu won trở lên để đảm bảo khả năng trở về trong trường hợp khẩn cấp. Yêu cầu khác bao gồm xác minh việc làm, lý lịch tư pháp và phải làm việc ít nhất 1 năm trong lĩnh vực hiện tại. Sau khi nhận thị thực, họ có thể đưa vợ chồng và con dưới 18 tuổi đến Hàn Quốc. Ban đầu, thị thực này cho phép ở lại Hàn Quốc 1 năm và có thể gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, họ không được phép xin việc ở Hàn Quốc, nhưng người đã có thị thực du lịch như B1, B2 hoặc C3 cũng có thể nộp đơn thị thực mới này tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở nước ngoài.